Các bạn mình so sánh và mình cho các bạn xem những cây cốt đùi của máy cày 5018. Cốt nguyên bản nhà máy. Dạ. Cốt nguyên bản nhà máy anh ha. Cốt nguyên bản nhà máy hàng nhập Thái Lan đó. Dạ, hàng nhập Thái Lan đây ha. Là cốt nguyên bản của Thái Lan đây, Kubota Thái Lan 5018 đây. Đúng. Đó. Còn nhưng mà nó quá hay hư trong cái nó quá hư và nó hay bị nứt. Dạ. Ngay chỗ này. Dạ. Thì đem về Việt Nam mình á là nó cũng chạy mà bánh lòng bánh liếc gì á thì nó lại hư nữa. Dạ. Thì người ta bắt đầu người ta tháp những cái như thế này. Dạ, ta tháp như thế này. Dạ. Ừ. Thì người ta đưa lên, người ta nói bây giờ công ty cải tiến làm sao để cho thứ nhất là bắt cho nó gọn, cái thứ hai nữa là nó hạn chế cái chuyện hư ngay cái cổ này. Dạ. Thì công ty mới cải tiến ra làm một cái như thế này. Dạ, làm cái này. Sản phẩm mới ra và đang chuẩn bị giao cho khách hàng, giao cho anh này ở đây, giao cho anh ở Cần Thơ, ở Thới Lai, tên ở Thới Lai, Tân Thạnh, Thới Lai, Cần Thơ. Đây các bạn, đây là những cây cốt đùi mà của công ty đã cải tiến lại, đây các bạn, đó, các bạn thấy chưa? Đó. Đây là ảnh đã làm như thế này, cây zin nè, để mình so sánh cho các bạn xem á, cây zin của nó là như thế này đây, nó mà nó hay trục trặc, nứt gãy ngay chỗ này, rồi bắt đầu ảnh mới làm, ảnh tháp như thế này là nó. Nó hiệu quả khách hàng, cái sự yêu cầu của khách hàng á là đưa cái mẫu lên làm như thế này nè, là tại vì hồi đó anh có từng xài như thế này là nó đã bền nè, rồi xong rồi á là khách hàng mới kêu làm y như vậy đó. Đây là cái sự cải tiến của công ty mình đó, làm cốt đùi 5018 của Thái. Các bạn thì ở Thái thì mình được biết là những con máy cày là sớ khô không mà không có chạy bánh lòng các bạn, nó chạy khô không à, do đó nên là về đây thì mình công ty mình cải tiến lên cái này để cho là theo yêu cầu của khách hàng. Đó, bạn thấy chống chưa? Gãy rồi. Đó, chống gãy. Quá quá trời lực ha. Đó các bạn, mình thấy các bạn thấy quá lực. Đó các bạn, anh em bà con nào có nhu cầu xài hay đặt như thế này thì liên lạc đến công ty các bạn. Đó, công ty của mình là theo yêu cầu bà con là chính. Đó, phục vụ bà con từ A đến Z, đó, những món gì cũng có. Đó. Thì qua đây thì mình xin nói sơ ha, thì công ty của mình là sản xuất hơn 800 mặt hàng, máy cày, máy cắt, máy cuộn gom, là không thiếu gì trơn, dàn sớ, phụ tùng, dàn sớ đều có các bạn. Rồi cái phụ tùng đây là người ta cũng một công ty đang gửi lên là dàn sớ níp lô, níp lô. Cái đây là cái dàn sớ níp lô 2m2. Nhông cùi dĩa, dàn sớ níp lô 2m2. Và tất cả các bánh răng chuyển số nè. Đây. Bánh răng chuyển số luôn. Công ty cũng khách hàng gửi lên để nhờ công ty sản xuất đấy. Dạ. Đấy. Dạ. Đó các bạn. Đó. Đây các bạn. Cùi dĩa của dàn sới thiếp lô. Đó. 2m2. Cùi dĩa của 2m2, 2m4. Nói chung là làm theo như yêu cầu của khách. Yêu cầu của bà con nông dân, do đó nên làm ba lớn thì cũng làm được hết trơn các bạn. Từ 1m2 cho tới là 3m đều làm theo yêu cầu của bà con nông dân. Đó. Bánh răng chuyển số của hộp số níp lô em. Dạ em biết rồi. Đó. Bánh răng chuyển số và nhông cùi dĩa. Này là khách hàng mới gỡ mẫu lên đó bạn. Đúng rồi, khách hàng mới gửi mẫu lên. Đó các bạn.